Dạ thưa con, là trong các loại bộ là con thích nhất là bộ đội ạ. À, loại bộ là thích nhất bộ đội dạ, hả? Tại vì con có ước mơ đó từ nhỏ rồi, từ nhỏ là con đã rất là thích bộ đội rồi. Nhưng mà biết sao không, cái yêu bộ đội là chắc chắn cho dù các bạn có ở gần nhau thì các bạn cũng vẫn phải chấp nhận là yêu xa. Bởi vì có những lúc là các anh ấy không thể nào đi ra khỏi trại được, đúng không nè? Thì bạn có chấp nhận cái tình yêu như vậy không? Dạ có ạ. Cái lúc thì chương trình có hỏi em là ở Củ Chi được hay không ạ, nhưng mà em nói là ở đâu cũng được, hải đảo hay là vùng sâu vùng xa gì cũng được ạ, không nhất thiết là gần hay xa, nhưng mà nói chung là bộ đội là được ạ. Trời ơi tuyệt vời quá. Bên đàn trai nghe là chịu lắm luôn rồi đó. Sao vậy, sao vậy? Ôi trời ơi, sao vậy? Em xúc động quá hả em? Đâu chị đâu, chị của em đâu nào? Ừ. Tại sao con lại xúc động như thế hả con? Sao hả? Con có thể cho chú Linh với cô Hồng Vân biết được cảm nhận của con nói đi. Tại vì tình yêu bộ đội của con đó. Nó là thật đúng không? Nó là thật và rất là lớn nữa đúng không nè? Đó là lý tưởng đó. Đó người lý ta tưởng. Gọi là lý tưởng cô bé này là luôn. Đúng rồi, cô bé này cái cảm nhận của Vân á là cổ là một người sống rất là có lý tưởng, rất là có hoài bão, tức là thanh niên tốt nè, thành phần ưu tú trong thanh niên. Con sẽ chứng minh cái lý tưởng đó cho tất cả mọi người đều biết con ha. Wow. Oh. Chào em, trời ơi. Bây giờ mình ưu tiên cho đàn gái giới thiệu rồi mình trước đi. Dạ con chào cô Hồng Vân ạ. Dạ con chào chú Nguyên Linh ạ. Rồi chào dạ, con. Dạ em chào anh bên cạnh ạ và chào toàn thể các khán giả trong trường quay. Dạ em tên là Lương Minh Duyên, năm nay em 22 tuổi, em quê ở Phú Yên ạ. Hiện tại em đang là nhân viên trong văn phòng ở Nhân Trạch Đồng Nai ạ. Và hiện tại em cũng đang sinh sống ở Đồng Nai luôn ạ. Rồi mời em trai. Vâng, đầu tiên thì em xin gửi lời chào đến chị Hồng Vân, anh Quyền Linh cùng bạn nữ bên cạnh và toàn thể khán giả đang xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò ngày hôm nay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Trần Xuân Phú, 24 tuổi và giờ là quê quán ở Nghệ An và giờ đang công tác tại Củ Chi. Dạ vâng, giờ em đang là làm chức chính trị viên phó đại đội ạ. Bên đây người ta 22 tuổi á, 22 tuổi á, mà nói nghe nè, một bí mật đó nha, trời ơi, nói chung là thực sự là rất giống một bạn ở trong showbiz á. À vậy ạ. Nói nghe nè cưng, cái điểm mạnh của cưng là cái gì? Dạ điểm mạnh của con đó là con biết bơi, con biết chơi thể thao. Con hòa đồng vui vẻ học bác. Và ưu điểm của con lớn nhất trong ngày hôm nay đối với anh đó là con biết bơi. Tại vì sau này là anh không sợ con hỏi cái câu là giữa mẹ và em rơi xuống biển thì anh sẽ cứu ai. Tại vì em biết bơi, anh cứu mẹ anh đi, em tự bơi vô bờ. Trời ơi. Nè, nè chú rể ơi, đẹp mà duyên dáng nữa đó nghe. Đẹp mà còn duyên dáng nữa. Rồi bây giờ nè, mình nhiều điểm mạnh quá thì mình có điểm yếu nào không? Dạ có, con có điểm yếu đó là con tự ti nhút nhát. Không có được, mình phải mạnh mẽ lên nữ quyền. Nếu như mà mình có một người yêu mà làm trong quân đội nữa thì mình càng phải mạnh mẽ nữa, đúng không? Đúng rồi. Đó. Thôi bây giờ em hãy nói ưu điểm, khuyết điểm của mình đi. Vâng, đối với em thì ưu điểm thì cũng tương đối hòa đồng vui vẻ. Và đối với những người trong quân đội thì cơ bản là tính tự lập rất cao. Có mà khuyết điểm gì không? Dạ thì khuyết điểm thì cũng có. Em tương đối là nhút nhát. Nhất là đối với người khác giới. Trời ơi, hai đứa đều nhút nhát hết là sao? Thì hai đứa nhút nhát mới lên đây nè. Ôi. Dạ thưa cô, là trong các loại bộ là con thích nhất là bộ đội ạ. À, loại bộ là thích nhất bộ đội dạ, hả? Dạ, tại vì con có ước mơ đó từ nhỏ rồi. Từ nhỏ là con đã rất là thích bộ đội rồi. Tới năm 12 thì con thi công an thì con bị rớt. Mà ba con là thích công an nữa cho nên là ba rất là buồn. Còn con là thì con muốn đi tham gia nghĩa vụ quân sự. Nhưng mà má không cho. Má nói là con cứ học đại học đi, xong rồi lấy bằng về đây má cho đi. Nhưng mà bây giờ con đã học xong rồi, má cũng không cho đi luôn. Vậy hả? Nhưng mà lý do tại sao con lại yêu bộ đội? Dạ, tại vì là con rất là yêu nước rồi. Tại vì là con muốn cống hiến cho đất nước. Nhưng mà hiện tại thì con đã học xong rồi cho nên là con thấy là cái ngành nào cũng cống hiến cho cũng đất nước. Cũng là cống hiến hết. Cho nên là với công việc hiện tại của con thì con cũng sẽ cố gắng hoàn thành tốt để trời ơi, hay quá. Rồi bây giờ Phú cho bên kia biết mình đã trải qua mấy mối tình rồi, chàng trai 24 tuổi. Dạ thì về mối tình thì em cũng đã trải qua một mối tình trong thời kỳ học viên. Thì sau khi năm thứ hai thì em cũng đã yêu một người và đến khi năm ra trường. Và cô ấy thì bằng tuổi em và đang làm công tác tại Hà Nội. Ra trường học 4 năm, em học 5 năm. Mà do cô ấy là ra trường trước và giờ công tác ổn định thì và sau khi em ra trường được phân điều động vào công tác thành phố Hồ Chí Minh thì và do khoảng cách địa lý xa quá và công việc của cô ấy đã ổn định cho nên em chia tay. Do khoảng cách xa quá. Dạ vâng. Bây giờ nói thật em nè, Củ Chi với lại Nhân Trạch Đồng Nai đó xa không? Nếu có cần một lý do thì cũng đâu có xa đâu, sát bên luôn à. Nhưng mà biết sao không, cái yêu bộ đội là chắc chắn cho dù các bạn có ở gần nhau thì các bạn cũng vẫn phải chấp nhận là yêu xa. Bởi vì có những lúc là các anh ấy không thể nào đi ra khỏi trại được, đúng không nè? Thì bạn có chấp nhận cái tình yêu như vậy không? Dạ có. Cái lúc thì chương trình có hỏi em là ở Củ Chi được hay không ạ, nhưng mà em nói là
ở đâu cũng được, hải đảo hay là vùng sâu vùng xa gì cũng được, không nhất thiết là gần hay xa, nhưng mà nói chung là bộ đội là được. Trời ơi tuyệt vời quá. Bên đàn trai nghe là chịu lắm luôn rồi đó. Nhưng mà nó có mấy mối tình rồi, hỏi coi Vân. À, sao con đã từng yêu chưa? Dạ rồi ạ, dạ thưa cô, Vân là con đã có một mối tình rồi ạ. Và năm 2 đại học ạ. Một bên là gia đình ngăn cản, một bên má con là chưa muốn chân yêu ạ. Và một bên là bạn đó lăng nhăng, nói chung là tứ đổ tường, cái gì cũng có ạ. Ồ vậy cho đó. Cho nên là con nhận ra sớm cho nên là kết thúc ạ. Bây giờ mình trở lại với thực tại. Bạn gái muốn tìm một chàng trai trong lý tưởng như thế nào? Nhưng mà nếu được thì cao hơn con một xíu ạ. Cao một xíu là bao nhiêu? Dạ cao khoảng 1m65 trở lên ạ. 1m65 trở lên. Cái điều gì mà bạn không thích ở cái người bạn trai của mình? Dạ, dạ chắc là con không thích anh bên đó hút thuốc ạ. Có hút thuốc không Phú? Có. Có. Trời ơi. Bây giờ người ta không muốn hút thuốc thì sao? Mình bỏ được không? Đó là lý do động lực nè, em phải bỏ. Đó là lý do phải bỏ ha. Dạ. Nhưng nghĩ hút thuốc bỏ được mà. Có bây giờ mà bạn hình dung cái người đàn ông của mình phải giống một ai đó? Dạ con không có cái tiêu chuẩn gì ạ. Nói chung là chỉ là bộ đội là được. Trời ơi, tôi yêu bộ đội đến mức trời như vậy nha. Chỉ là bộ đội là được thôi trời. Dạ. Ơi đây là một cái điều mà đó giờ mình chưa bao giờ thấy trong bạn muốn họ, tức là không cần yêu cầu, chỉ cần yêu cầu bộ đội là được. Giờ tôi phải qua tôi nhìn qua cái chú bộ đội này xem thế nào. Đó thấy chưa, hiền lành dễ thương đấy, mạnh mẽ, có khuôn mặt phu thê. Có không, để coi coi phu thê hay là gương mặt làm thê. Không, gương mặt phu thê, nhìn đi. Con chào chú ạ. À, chào con. Trời sao ơi, thấy chưa, dễ thương điềm lành rồi ha. Bây giờ hỏi nè. Điều mà không thể chấp nhận được ở cái người bạn trai của mình là điều gì? Dạ, chắc là vũ phu nóng tính đó. Vũ phu nóng tính đúng không? Lăng nhăng nữa. Có không? Bộ đội khó lắm, kỷ luật thép luôn, thành ra là với bộ đội là không bao giờ có tính cách đó. Dạ. Cứ để bạn ấy tự trả lời đi. Không, cái đó là nguyên tắc rồi, không cần trả lời. Cứ để tự trả lời đi. Đàn trai đảm bảo luôn. Có người đứng ra bảo lãnh rồi. Sau đây con bị đánh là con tiền chú Nguyên Linh. Đúng rồi, tiền đó, chú. Nhớ nha. Chú chỉ cho chỉ quy gặt luôn. Cảm ơn chú. Đừng ạ. Có lo. Còn Phú kìa, điều gì không chấp nhận ở bạn gái của mình? Không biết nấu ăn á. Dạ. Không thể chấp nhận được là nếu con gái không biết nấu ăn ngon. Mình nó biết nấu ăn không? Biết không? Dạ, nấu ăn thì con thuộc top trong nhà, top 3. Top 3. Top 3 trong nhà. Top 3. Nhà có sau ba mẹ người là, nhà có ba người là có ba luôn ba đó. Sau mẹ sau bố. Trời, nằm vậy ngon chứ bộ. Cưng có tài lẻ gì không? Dạ nếu mà có tài lẻ thì để lát đi, lát gặp anh con xin hát tặng anh và các chú ở đây ạ. Trời ơi, hay quá đó, có món quà tinh thần luôn rồi đó. Rồi xin mời đại diện nhà trai đi. Kính thưa chị Hồng Vân, anh Quyền Linh, kính thưa khán giả trong khán phòng hôm nay, tôi tên là Nguyễn Văn Tuyên, là phó chủ nhiệm chính trị trung đoàn 2, là thủ trưởng của bạn Phú. Tôi hôm nay đi cổ vũ cho Phú thì chúng tôi có cán bộ chiến sĩ đồng đội có cái nhận xét về bạn gái thì trước hết là rất là nhanh nhẹn, xinh, cũng có chút hài hước. Mong rằng nếu mà đạt được một cái gì đó có một cái kết quả tốt đẹp thì chắc chắn là nó phải có một cái quãng đường thật dài và phải cần cái sự chung tay vun sới của không những một người mà cả hai người. Xin cảm ơn đàn trai rất là nhiều. Sao vậy, sao vậy, ôi trời ơi, sao vậy? Em xúc động quá hả em? Đâu chị đâu, chị của em đâu nào? Tại sao con lại xúc động như thế hả con? Sao hả? Con có thể cho chú Hồng Linh với cô Hồng Vân biết được cảm nhận của con nói đi coi. Tại vì tình yêu bộ đội của con đó. Nó là thật đúng không? Nó là thật và rất là lớn nữa đúng không nè? Đó là lý tưởng đó. Đó, người lý ta tưởng. Gọi là lý tưởng cô bé này là luôn. Đúng rồi, cô bé này cái cảm nhận của Vân á, là cổ là một người sống rất là có lý tưởng, rất là có hoài bão. Tức là thanh niên tốt nè, thành phần ưu tú trong thanh niên. Con sẽ chứng minh cái lý tưởng đó cho tất cả mọi người đều biết con ha. Rồi xin mời chị của đàn gái. Dạ em xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Thì em tên là Lương Minh Diệu, là chị gái, chị ruột của Duyên. Nhận xét về bạn nam bên này thì em thấy bạn cũng khá là ổn, nếu mà bỏ thuốc được thì rất là ok. Và em cũng hơi có thiện cảm nên là hy vọng là hai em sẽ cho nhau cơ hội. Rồi, cảm ơn em gái. Thôi bây giờ nghĩ một cái tình yêu, một cái lý tưởng với bộ đội và một chàng trai đang đi tìm một nửa thư của mình gặp nhau xem như thế nào nha. Ừ thôi mình mở đi ha. Chúng ta mở rào. Rồi mở rào. Đứng lên. Dạ em hôm nay em cũng có món quà để tặng anh rồi. Em mở món quà đó xem bạn gái tặng cái gì.
Vâng, đây là một cái bút ạ. Cái bút có ý nghĩa gì ông Duyên? Dạ, cái bút em mong là cái bút của em nó sẽ đi với anh trong suốt những ngày sắp tới ạ. Và em cũng mong là anh dùng cái bút này để ký vào giấy đăng ký kết hôn nếu mà được. Trời ơi, dễ thương quá vậy. Hai bạn cảm nhận về nhau lần đầu tiên gặp mặt đi. Em chào anh ạ. Chào em. Trước khi bắt đầu thì em với anh có thể hát chung một bài được không ạ? Dạ thưa mọi người, là sau này em xin gửi tới mọi người bài hát hát về anh ạ. Này là cái bài rất là thích của em luôn. Một sáng tác của nhạc sĩ Thế Hiển. Dạ. Một ba lô cây súng trên vai, người chiến sĩ quen với gian lao, ngày dài đêm thâu vẫn có những người lính trẻ nặng tình quê hương căn giữ trên miền đất mẹ. Cho em thơ ngon và vui bước sang hôm đến trường, cho em vui mùa xuân đôi lúc còn hẹn hò ước mơ. Đã có lúc hy sinh khó nói hết bằng lời, nên động lại trong tôi những nghĩ suy. Rồi không nghĩ nữa, không nghĩ nữa, không có nghĩ nữa. Có lẽ là do không có đàn thì ra nó không vô nhạc. Bài này rất là dễ thương của nhạc sĩ Thế Hiển. Chứng tỏ được rằng là lý tưởng của cô gái ấy đã từ xưa đã hướng về bộ đội. Nhưng bài hát này cô ấy thuộc rất là rõ ràng. Có điều nó chưa trúng nhạc thôi. Ngày hôm nay con rất là dũng cảm khi hát rồi. Tại vì là bạn bè con dặn, ba má con dặn, hàng xóm con dặn lên đây đừng có hát. Rồi, lấy được cái tinh thần thôi. Hai bạn tìm hiểu về nhau đi nào. Cảm một nhận về nhau như thế nào nào trên vai. Em cảm nhận người bộ đội đang ngồi trước mình như thế nào? Dạ, rất là đẹp trai ạ. Cô này đẹp không nè? Dạ, em đang tạm thời đang bị hút hồn sang phía bên kia rồi. Đang bị hút đúng không? Đó, dạ, chị cảm nhận vậy đó. Phú coi như là cứ thẫn thờ đờ đẫn ra. Nhiều khi bị đứng hình một do hút hồn rồi không có đứng luôn đấy. Vâng, thì từ lúc nãy em vào thì cũng nghe bạn bảo là rất có tình cảm với bộ đội và tình cảm từ và kể từ lúc 12 giờ thấy tình cảm bạn dành cho bộ đội là cũng thấy niềm vui nho nhỏ trong bản thân rồi, là thấy là có cơ hội lớn được rồi. Dạ, anh có gì để hỏi em không ạ? Đối với anh thì là người trong quân đội thì một môi trường đặc thù là thời gian ít bên gia đình, có nhiều lúc khó khăn. Thì em, nếu mà chúng ta tiến tới thêm nữa thì những lúc khó khăn thì em có thể vượt qua và chịu đựng được tất cả. Chỉ cần anh không lăng nhăng, anh trung tình là được rồi ạ. Về thời gian thì cũng một tuần trực một ngày nghỉ thì có thể tuần này đi và tuần sau sẽ không gặp được và tuần sau nữa sẽ lại gặp. Dạ được. Một tháng thì trung bình chắc được 2 lần. Dạ được, dạ không sao ạ. Mỗi bạn sẽ có một câu nói thật lòng mình về người đối diện, sau đó chúng ta tiến hành bấm nút. Em đã nói hết lòng của mình rồi, em chốt là một câu cuối là anh ơi, anh có bấm, anh có thích em hay không thì anh cũng bấm giùm em. Tại vì dạ, tại vì là lúc mà mang em đi làm cái giấy xác nhận độc thân cho em thì cả làng, cả xã, cả xóm đều biết hết rồi. Nếu mà anh không bấm là thôi Tết em không về quê luôn. Trời đất ơi. Cái này từ lúc vào đã đặt tình cảm rất cao. Vừa mới cao nhìn thấy đúng không? Vừa mới nhìn thấy là sao nè? Vừa mới nhìn thấy là đứng là muốn kiếm cái nút liền đúng không? Muốn kiếm cái nút liền. Hút hồn sang bên giờ nhanh chóng để kiếm cái nút ấn. Đó, thấy chưa? Linh chưa thấy con trai nào quyết liệt như con gái này chưa? Thường là con trai sẽ nói câu đó, nhưng mà hôm nay tôi lại thấy cô gái nói một anh bộ đội như thế. Trời ơi, cô bé này, cô bé này rất cá tính và quyết liệt đó. Cô bé này. Mình để tay mình nút bấm nữa các bạn. Các bạn đang đối diện với gia đình, với bạn bè, với người thân và hàng triệu người nha. Hãy thể hiện bằng cả trái tim của mình, bằng nhịp tim của mình với nút bấm 3, 2, 1. Rồi, chúc mừng. Đây, đứng xích lên. Hãy nắm tay nhau đầu tiên. Đó, cảm nhận cái nắm tay thế nào? Run quá. Để quà bởi đi tí nhận quà của chương trình. Vâng, thì nhân tiện trong chương trình hôm nay có gia đình và chỉ huy đơn vị thì em cũng xin phép gia đình nhân Duyên cho em được tìm hiểu Duyên. Và nếu như tìm hiểu được thì sẽ chăm sóc Duyên như thế nào? Hứa với ba mẹ của Duyên, coi như bây giờ em tưởng tượng là các cụ đang ngồi xem màn truyền hình đó, thì em hứa làm sao nè? Thì hứa sau khi mà nếu mà tìm hiểu được và đến với
đến với nhau. Cưới hỏi thì em sẽ hứa sẽ chăm sóc Duyên. Những lời hứa đó nó còn mãi trên truyền hình nha. Vâng. Không bao giờ thay đổi. Nếu hai đứa tiến tới xa hơn thì anh nghĩ rằng cái biên bản tình yêu đó sẽ là một điều rất đáng trân trọng. Dạ, con xin hứa với các chú ở đây, ba mẹ anh của anh ở nhà, thì con sẽ là hậu phương vững chắc của anh cho tới khi nào anh bỏ con thì thôi ạ. Trời ơi, thương quá. Chúc cho hai đứa sẽ sớm tìm hiểu nhau và sớm sẽ có một thông báo, một tin vui. Rồi Phú, chứng tỏ bản lĩnh coi nè Phú. Nè đó, thấy không, có gì đâu. Em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào anh bạn kế bên cùng toàn thể quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ạ. Em xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Thị Linh, năm nay em 28 tuổi, quê em ở Thái Bình. Hiện tại thì em đang là nhân viên kế toán tại quận Bình Thạnh ạ. Chào em trai. Dạ vâng, trước hết cho em gửi lời chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường, chào bạn nữ xinh đẹp ở phía bên rèm. Và chào toàn thể các quý vị khán giả và các đồng chí đang xem chương trình ngày hôm nay. Em tên là Bùi Đình Minh. Năm nay thì em 29 tuổi. Em sinh ra và lớn lên tại Chương Mỹ, Hà Nội. Hiện giờ thì em đang học tập và công tác tại Lữ đoàn Đặc công 429 thuộc binh chủng Đặc công. Lữ đoàn nó nằm ở đâu em? Dạ, lữ đoàn hiện giờ đang đóng quân ở Vĩnh Hòa, Phụ Giáo, Bình Dương anh ạ. À, quê dạ ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội ha. Dạ vâng ạ. Vậy thì đi về Thái Bình cũng đâu có xa đúng không? Dạ đúng rồi anh ạ. À, thế cũng hợp lý rồi. Dạ. À, bạn gái nói chút xíu về điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em thì em là một người thân thiện, vui vẻ ạ. Em thích sự gọn gàng, sạch sẽ, là một người có suy nghĩ tích cực và lạc quan về cuộc sống. Có điểm yếu gì không em? Có nhiều ạ. Em cũng hơi kỹ tính một tí. Em hay ăn hiếp. Ăn hiếp ai? Ăn hiếp ví dụ như là em gái hay bạn thân. Vậy là mày muốn ăn hiếp bạn trai dữ lắm phải không? Dạ, cái đấy thì tùy bạn trai ạ. Còn cái điểm yếu nào nữa không? Là em cũng hơi mất bình tĩnh một chút khi nói chuyện với mẹ, nếu như mà mẹ nhắc nhở em về cái chuyện lập gia đình ạ. Là ở nhà hối hay sao? Dạ, mẹ em đem số điện thoại của em đi bỏ xỉ. Trời đất ơi. Dạ, ở ngoài một số vùng quê ở ngoài miền Bắc ấy ạ, mà con gái ngoài 25 tuổi mà chưa lấy chồng ấy ạ, thì ế nó, nó nặng lề lắm ạ. Thế nên là mẹ em đem số điện thoại của em đi bỏ xỉ tùm lum. Tùm lum mà chưa dính được mối nào hết hả? Dạ, ngày nào cũng bảo con ơi tối nay nghe điện thoại nhé. Thế nhưng mà điện thoại thì cũng có cuộc nghe, có cuộc không nghe, nhưng mà không đi đến đâu ạ. Trời ơi, thôi hy vọng hôm nay chị Văn Linh mát tay nha. Dạ. Ha, rồi. À, bạn trai nãy em nói em làm đặc công, là cái cụ thể cái việc em đang công tác là cụ thể là việc gì vậy em? Em hiện giờ đang làm là chính trị viên đại đội ạ. Chính thì em trị viên làm về công tác đảng và công tác chính trị cho cán bộ chiến sĩ thuộc quyền cấp dưới ạ. À, ba sao này là chức vụ gì em? Dạ, giờ ba sao là thượng úy anh ạ. Điểm mạnh điểm yếu của thượng úy là gì? Dạ thì em cũng cảm thấy mình là một người hiền lành ạ, thân thiện, chịu khó, hay cười ạ. Rồi điểm yếu là gì? Em có điểm yếu mà mới gần đây mới phát hiện ra là em ngủ ngáy. Ngủ ngáy? Ai phát hiện ra cho em? Dạ hồi hôm về Tết thì là em về với ông ngoại em, thì em ngủ với cả ông ngoại em. Thì sáng ngày sau ông có hỏi là hôm qua Minh đi lên rừng cưa gỗ hả Minh? Ủa đồng đội em không phát hiện ra để ông ngoại phát hiện ra? Không, ngáy tại nhiều khi em ở nguyên đồng đội em là ai cũng cưa hết trơn. Người nào cũng ngáy đều phải không em? Và một điểm yếu nữa của em nữa là em quét nhà hơi nhiều. Quét nhà hơi nhiều. Quét nhà hơi nhiều, kỹ tính quá đúng không? Dạ không phải, tại em cứ thấy về phòng em mà thấy nhà cửa mà có bẩn quá thì em lại nhảy vào quét nhà, lau nhà, kỹ tính quét quá. Quét một ngày mấy lần? Dạ một ngày có thể quét chục lần. Trời đất ơi. À, tình trường thì sao em? Dạ báo cáo chị, em mới có một mối tình đơn phương ạ, 5 năm rồi. Trời ơi, yêu gì 5 năm dữ em vậy? Em có coi như chàng trai còn trong trắng. Chiến đấu gì dở quá, 5 năm không tấn công được, thiệt tình. Còn bạn gái mấy mối tình rồi em? À, dạ em trải qua một mối tình ạ, kéo dài hơn một năm ạ. Lý do em chia tay là gia đình bạn trai em thì coi trọng việc môn đăng hộ đối, và bạn trai em với em thì chắc là tình cảm cũng chưa đủ lớn để vượt qua những cái thử thách đấy ạ. Hy vọng mối tình mới được sự chứng kiến của tất cả mọi người sẽ rất là thuận lợi đó. Và đó giờ em có nghĩ là em sẽ quen với một chiến sĩ không?
Ngày xưa thì em hay xem chương trình Chúng Tôi Là Chiến Sĩ, thì em cũng thích. Thế nhưng mà thấy các chú, các bác nhà mình, người thân nhà mình ấy làm bộ đội thì hay phải xa gia đình nhiều ấy ạ. Thì em cũng hơi bớt thích một tí, nhưng mà em cũng vẫn thích. Vậy em mong muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Về ngoại hình thì em mong là sẽ được cao hơn 1m7. Mập mập một chút nữa, bởi vì em cũng hơi mập. Thế lại về tính cách thì bản lĩnh, trưởng thành, có chí tiến thủ trong công việc. Trời ơi, đây là chính trị viên em hả? Vâng ạ. Trời ơi, chính trị viên là bản lĩnh vô cùng tận em ơi. Được rèn luyện trong quân đội rồi thì đừng nói chuyện đó, bao luôn với em luôn. Còn gì nữa không? Ngoài ra về thì trong cuộc sống cũng như là trong gia đình thì biết tôn trọng, chia sẻ và quan tâm tới em ạ. Quá đơn giản. Em thấy ông còn quét nhà một ngày 10 lần mà làm gì không quan tâm được. Chị nghĩ tính cách là ok rồi đó. Giờ em chi tiết về ngoại hình đi, em muốn làm sao? Không cắt tóc mà sọc ngang, sọc dọc thì chắc là bộ đội thì chắc không có. Trời ơi, em đó em nhìn xuống hết mấy anh ở dưới coi có anh nào mà tóc mà sọc ngang, sọc dọc không? Vâng. Làm gì có. Mặt mũi thì tóc mắt tai mũi nghiêm túc. Rồi. Mắt mũi môi miệng mọi thứ là đúng vị trí. Chắc đúng rồi đó. Răng thì không 9630. Ủa là sao? 9630 là sao? Mọc lên lộn xộn không có xin phép ấy ạ. Là 9 cái mọc chưa? 9 cái mọc ra ngoài rồi 3 cái mọc vô trong rồi có chỗ không có cái nào đó hả? Dạ. Trời ơi, 9630 lần đầu tiên tôi nghe răng. Răng đó có thẳng hàng đều không? Răng này là 10 trên 10 luôn. Rồi, được. Em không thích bạn trai gia trưởng, bảo thủ, hút thuốc. Có hút thuốc không em? Dạ, em không ạ. Em trai muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Thứ nhất về cái tính cách thôi anh ạ, hiền lành, biết tôn trọng người trên người dưới, đặc biệt là biết nhẫn nhịn. Nhẫn nhịn đó hả? Vâng. Là dạ. Tức là em muốn la sao la tao nhịn hết tới luôn đó hả? Dạ không anh ạ. Cuộc sống thì có rất là nhiều vô vàn những vấn đề khó khăn đi anh. Nếu mà hiện giờ bình thường thì không vấn đề gì, nhưng mà khi gặp khó khăn thì em nghĩ là trong gia đình thì vẫn mong muốn là người này có thể là nhẫn nhịn khuyên bảo với nhau, người kia cũng thế. Có điều gì thì vợ em còn nóng tính thì em cũng cố gắng nhẫn nhịn, mà ngược lại thì để cho cuộc sống mình sẽ thuận lợi hơn. Bây giờ anh sẽ qua xem mắt đàn gái coi thế nào nha. Chị Thường Quý. Chào anh gái. Dễ thương ha. Hai cái đồng điếu nhỏ nhỏ dễ thương lắm nha. Lấy chồng bộ đội thì phải hy sinh một chút cá nhân của mình, tức là chồng phải đi công tác rất nhiều. Em nghĩ là nếu mà đã yêu thương nhau, lấy nhau thì sẽ thông cảm cho nhau ạ. Với một điều kiện nữa là bạn trai có công việc riêng như thế, với lại phải đi xa như thế, thì bù lại là phải biết quan tâm và yêu thương tới em nhiều ạ. Vậy là yên tâm rồi đó, anh thấy chuyện đó yên tâm. Rồi, được rồi, chị qua đàn gái dễ thương lắm anh trai. Vâng ạ. Rất là dễ thương. Chào em. Vâng ạ. Có cái gì em không thích ở người bạn gái? Tính cằn nhằn, nói nhiều. Nhưng mà tụi em là yêu xa, em là ở Bình Dương đúng không? Dạ vâng. Rồi cái giờ giấc làm việc em sao? Trong khi bạn gái ở thành phố thì em nghĩ là bao lâu thì hai đứa gặp nhau hẹn hò để tìm hiểu nhau được? Dạ vâng. Thì thủ trưởng ở đơn vị chúng em thì vẫn tạo điều kiện cho những thằng trai nào mà đến tuổi lấy vợ rồi. Chúng em cũng có chế độ là tranh thủ hàng tháng, có thể điều kiện là tranh thủ thứ 6, thứ 7, chủ nhật. Các bạn có nghĩa được nghỉ mỗi tuần là có thể điều đặn lên thăm bạn gái được đúng không? Dạ vâng. Và thì đó. Mong muốn là có thể là khi nào chúng em trực thực hiện theo nhiệm vụ thì cũng mong muốn là bạn gái cũng có thể là thông đến cả thăm đơn vị chúng em. À, cũng có thể tới thăm đơn vị được. Đã cái vâng, gì được vâng. Không em, dù có lúc bạn trai về thăm mình nhưng mà cũng có lúc mình tới đơn vị mình thăm cho biết. Dạ, coi được ạ. Làm được ha. Dạ vâng. Rồi tìm hiểu một năm rồi tiến tới hôn nhân thì em thấy ổn không? Dạ em thấy ổn, cái điều đó cũng phải mong và tùy thuộc vào bạn gái. Hiện giờ đơn vị em cũng các thủ trưởng cũng có nhà cho chúng em sau khi lập gia đình. Là lập gia đình cho vợ vô đó ở được. Dạ luôn vâng. Đúng không? Dạ vâng. Dạ vâng. Rồi ok. Rồi bây giờ mình sẽ gặp gỡ đại diện của đồng chí Thường Quý nha. Dạ hôm nay em đến với thủ trưởng em với cả cũng anh chị họ hàng em. Rồi dạ. Đại diện gia đình phát biểu trước đi. Chào chị Cát Tường. Dạ. Chào quý vị trong khán phía trước. Anh thấy bên em dâu tương lai được không? Được. Nhưng mà trên vấn đề là em phải tìm hiểu. Thì để hai em sau cái thời gian quá trình để hai em tìm hiểu. Rồi dạ. Cảm ơn anh dạ. Xin mời đại diện cơ quan của anh trai. Xin kính chào toàn thể quý vị đại biểu, kính chào ekip làm chương trình, kính chào anh Quyền Ninh, chị Cát Tường. Dạ. Chào đồng chí. Tôi là Nguyễn Hồng Thái, đang công tác ở Lữ đoàn Đặc công bộ 429 binh chủng Đặc công, cấp trên trực tiếp của đồng chí Minh. Đồng chí Minh là cán bộ trẻ của Lữ đoàn và có triển vọng phát triển, là người có bản lĩnh, có trí tuệ và đặc biệt là rất nhiệt tình với đơn vị và bạn bè. Còn Linh bên này thì là rất là xinh gái, có nụ cười luôn luôn nở trên môi. Và hai người là rất đồng cảm,
Nếu mà đi được với nhau, Ninh cứ giao việc nhà cho Minh hết. Xin kính chúc chương trình và chúc cho hai người sẽ chọn với nhau và đi đến với nhau. Dạ. Xin cảm ơn. Dạ, cảm ơn anh. Hôm nay mình đi với ai? Dạ, em đi cùng với cậu vợ và em gái của em ạ. Chào cậu. Xin chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh cùng toàn thể quý vị khán giả. Chào các anh chị phía bên nhà bạn trai. Thì hôm nay đến đây rất là vui vì chương trình bọn muốn hẹn hò thì ở nhà là mở với lại các cháu thì thường xuyên xem. Xong rồi cái động viên Linh đi thì Linh không chịu đăng ký, xong rồi mở với em đăng ký cho hôm nay đến. Rất là vui. Về phía bạn trai bên này thì thực ra là mình rất là thích quân đội. Về phần phía bạn trai này thì rất ok rồi. Mình rất là hài lòng. Trong cuộc sống hàng ngày thì Linh cũng nhanh nhẹn. Vào trong này 2 năm thì cũng ít bạn bè. Toàn mối quan hệ là trà sữa thôi. Thế thì rất mong là hai bạn đến đây chương trình thì nên cho nhau một cơ hội. Bởi vì sau này quyết định cuối cùng cũng vẫn phụ thuộc vào hai bạn. Rồi, dạ, cảm ơn cậu. Bây giờ mở rào cho hai bạn gặp mặt nha. Dạ. Bắt mở đầu. Rào. Rồi. Chào anh ạ. Em gặp em trực tiếp thấy em rất là xinh. À, có lỗ mạc lỗ hồng đồng tiền rất là duyên ạ. Trước hết anh có bó hoa thì anh gửi tặng em cả một quyển sách nữa. Dạ vâng, em cảm ơn anh ạ. Em cũng có món quà tặng anh và cũng là một quyển sách ạ. Anh cảm ơn em. Anh sẽ đọc hết cái quyển sách này của em, tại vì anh rất là thích đọc sách. Bạn nữ coi bạn nam tặng quà gì kìa, ngồi xuống đi bạn, ngồi hai bạn ngồi xuống đi. Hả? À, cũng sách. Là một cuốn sách hiểu về trái tim ạ. Nhưng mà sao có cái ngôi sao ở trên nhiều quá vậy? Sao này là anh tự gấp ạ? Dạ vâng, đây là sao ước em ạ. Em có chắc là anh gấp 100% không ạ? Cái này thì là có tờ giấy cắt sẵn thì em, nên là về gấp thì rất là nhanh. Có lòng quá. Cũng có nhờ các đồng đội hỗ trợ. Thì anh cũng chuẩn bị đến tuổi lấy vợ. Thì anh mong muốn là mình có một cái ngôi sao mang người yêu mình đến. Anh không phải là một người có thể là hô mưa gọi gió, nhưng mà anh tin nếu mà em cần một người là chắn nắng che mưa hoặc là chăm lo chăm sóc cho em thì anh nghĩ là mình chắc chắn mình làm được. Dạ vâng ạ. Anh có muốn hỏi thêm em gì không? Em có biết nấu ăn không ạ? Biết nấu ăn và giỏi thì em không dám nhận. Nhưng thích nấu ăn thì em có thích nấu ăn. Thế ạ, chúng ta có nhiều điểm chung như thế thì là sẽ mong có điều kiện là chúng ta sẽ tới với nhau hoặc là có cho nhau cơ hội nhiều hơn. Rồi hát tặng bạn gái bài đi bạn trai. Em rất là thích hát nhưng mà em hát không được hay lắm ạ. Anh cứ thể hiện đi ạ. Đến gần bạn gái hát luôn. Đó. Đừng hoài nghi tình anh em nhé. Ngày hôm qua đó tình đã trao em, cho đến mai hôm nay ân tình vẫn đong đầy, và mai sau nữa yêu người càng đắm say. Có ai hơn tình em, một tình yêu, một trái tim trao em. Bạn nữ cảm nhận về bạn nam trước mặt mình như thế nào? Bạn nam là một người chín chắn, chững chạc ạ. Có ăn hiếp người ta không? Cái đấy thì phải tùy bạn nam mà chị lại được em thì em sẽ không ăn hiếp. Nếu mà để em bắt nạt thì chắc là em sẽ không từ chối. Đó, vậy giờ từ thuở ban sơ mới về nha em. Sao nhắm ổn không em? Dạ. Nhắm trị nổi bạn này không? Hay là để bạn ấy ăn hiếp? Thật sự là em chỉ ngại mỗi bạn gái dỗ thôi, bởi vì em không biết nếu bạn gái dỗ thì phải dỗ như nào thôi. Còn nếu ăn hiếp thì em cũng cam chịu một phần. Cam chịu một phần, trời ơi chiến sĩ. Cam chịu một phần. Nghe thấy thương quá. Nhường đi em ha. Rồi bây giờ mỗi người nhìn thẳng vào nói một câu tận đáy lòng của mình. Trong tim mình nghĩ thế nào mình nói như thế. Mình có rung động với người đối diện hay không? Thật sự từ lâu lắm rồi thì anh chưa cảm giác là tim mình đập nhanh như này. Là cảm giác nói bồi hồi như này. Thì hôm nay là gặp em như thế, anh biết cảm nhận là mình cũng có tình cảm với em và mong muốn là em cho anh một cơ hội.
Hôm nay thì gặp anh ở chương trình em cũng khá là bất ngờ. Qua những gì anh và em trao đổi nãy giờ, em cũng thấy là chúng ta cũng có khá nhiều điểm tương đồng với nhau. Còn những điểm gì mà chúng ta còn thấy chưa hiểu và chưa thoải mái với nhau thì hai chúng ta hãy cùng cho nhau một cơ hội. Anh cảm ơn em. Tuyệt vời. Rất nhanh gọn. Đặt vào nút bấm em. Đây. Hãy suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi. Nắm tay nhau đi. Rồi, bắt đầu từ bây giờ, giây phút này đây, ngày hôm nay, trước mặt gia đình hai bên, trước mặt các chiến sĩ đồng đội của mình, cấp trên của mình, hai bạn đã chính thức hẹn hò với nhau. Xin phép cậu. Ừ. Dạ, cháu xin phép là cậu. Thì hôm nay cũng có điều kiện là chương trình đã cũng có xe duyên giúp cháu gặp với cả Linh. Thì cháu cũng mong muốn thời gian tới là cậu cũng tạo điều kiện cho anh em chúng cháu. Xin đúng rồi. Một điều hết sức là quan trọng đó là hôn nhau để chứng minh nút bấm của mình là đúng. Em đã đồng ý. Những chiếc bé của cụm đạp Cinebox 212 lấy chiến thắng gửi tặng các bạn. Rồi, mời bạn gái. Dạ. Chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh. Chào các bạn khán giả. Em tên là Đặng Thị Xuân Thúy, năm nay em 30 tuổi. Em quê ở Lâm Đồng, hiện đang là nhân viên phòng thí nghiệm. Em sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Xin chào chị Cát Tường. Xin chào bạn nữ bên cạnh. Xin chào quý vị khán giả. Em tên là Đặng Trung Trực, năm nay 38 tuổi, đến từ Phú Yên. Hiện là đại úy, đại đội trưởng công binh ở Chu Tân, Cam Lâm, Khánh Hòa. Mình có những cái điểm mạnh, điểm yếu nào em? Ưu điểm của em là hiền, còn khuyết điểm của em là trầm và ít nói. Giao tiếp đồ nó cũng chưa nó rành mạch đồ vậy. Còn nhút nhát á? Dạ, nhút nhát. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, ưu điểm của em là sạch sẽ, kỹ tính. Nhược điểm của em là em hay thức khuya đọc truyện 1-2 giờ đêm đi ngủ. Đọc truyện gì mà thức khuya 1-2 giờ đêm dữ vậy? Đọc truyện ngôn tình vậy. Trời ơi, đọc 1-2 giờ đêm. Dạ. Rồi những lúc rảnh rỗi đó em làm gì? Dạ em coi phim. Coi phim với đọc truyện không vậy đó hả? Chị. Thời gian đâu dành cho người yêu? Em chưa trải qua mối tình nào hết. 30 tuổi chưa mối tình nào hết. Dạ. Có ai yêu đơn phương mình hay là mình có yêu đơn phương ai không? Dạ hồi trước đây đi học thì em có thích một bạn. Tới đại học xong rồi bạn đó không biết, nhưng mà giờ bạn đó đã có gia đình. Em có nói cho người ta biết là mình thích người ta không? Dạ không. Không nói sao người ta biết được? Dạ tính cách của em thì hơi bị thụ động trong tình yêu. Nhưng mà suốt từ thời gian đó đại học đó mà tới bây giờ không có ai để, không ai đeo đuổi mình luôn hả? Em cũng không biết người ta có đeo đuổi em không. Là do em hờ hững quá, em không để ý xung quanh. Chắc là vậy. Thì có muốn có bạn trai chưa? Muốn dạ. Lấy chồng chưa? Dạ có. Ngày hôm nay là phải quyết chí nha. Có bạn trai nha. Dạ. 30 tuổi là lấy lập gia đình được rồi đó. Rồi. Chú bộ đội Cam Lâm nè, chú có mấy mối tình rồi? Dạ em có một mối tình, do thấy tính tình không phù hợp nên em chia tay. Hôm nay thử xem có phù hợp không nha. Dạ. Mình muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Mẫu người bạn trai của em thì là có trách nhiệm, nam tính, chân thành, có tinh thần cầu tiến. Cái đó chắc bên kia có đủ rồi đó. Còn cái gì mà bên kia thấy có vẻ khó chút không? Chứ cái yêu cầu đó dễ quá. Chung thủy nữa chị. Chung thủy hả? Đúng. Anh có chung thủy không anh? Dạ có chị. Đâu có cơ hội gặp ai đâu mà không chung thủy. Ở trong quân đội không hà. Anh sẽ qua xem mặt đàn gái coi sao nha. Dạ. Có bao giờ mình xem phim mình nghĩ người nào đó là cái dạng của người yêu của mình không? Dạ cũng có chứ. Ở Việt Nam thì có Ngô Thanh Vân. Đại quý đại đội trưởng công binh thích người như Ngô Thanh Vân. Thử xem. Dễ thương nha. Dạ em cảm ơn. Nè anh thông báo. Dễ thương, dịu dàng Ngô Thanh Vân. Trắng Ngô Thanh Vân. Dạ. Ngô Thanh Vân làm phim cũng hơi đen. Được. Đàn gái dễ thương lắm. Chào đàn gái. Dạ. Có bao giờ em đi Nha Trang chưa? Dạ mới đi tới Ninh Thuận à. Nhích chút xíu Ninh Thuận đó là Cam Lâm đó. Cam Lâm nó giáp ranh với Ninh Thuận đúng không em trai? Dạ. Cam Lâm rồi Cam gì đó, Cam Xoài, Cam gì đó. Cam Đức. Cái này coi về làm dâu Cam Lâm được không? Dạ anh đâu chịu không không em biết không chịu trời ơi chịu liền xong chịu anh bảo đảm với em là chịu em quá dễ thương nếu mà chịu thì có theo chú bộ đội về Cam Lâm không? Dạ có thích thích cái chữ có dễ thương lắm dạ, thích lấy dạ chồng bộ đội không? Dạ có
Có hả? Có khi nào nghĩ mình sẽ lấy một quân nhân không? Em nghĩ em có duyên với quân đội hay gì. Sao vậy? Tại em ngủ em hay mơ với mấy chú bộ đội lắm. Ủa dạ? Có luôn, ngủ là mơ thấy chú bộ đội không hả? Có không? Dạ có. Có mơ chú bộ đội không? Dạ. Có mơ chú đại quý không? Mơ mà em không thấy mặt à. À nhưng mà thấy bộ đội nhưng mà không thấy mặt. Bữa nay mới thấy mặt nè. Hồi đó mơ thấy hình, giờ thấy mặt. Cộng lại là thấy chồng. Chị còn chưa thấy mặt nữa, bây giờ chị phải qua coi coi cái người tình trong mơ của em được như rồi. Thế nào. Coi phải cái anh này, nhưng mà em có thấy tướng không? Thấy bộ đội, có cao. Mơ bộ đội đó. Cao. Không mập lắm. Không mập lắm. Ngủ hơi cao cao. Thấy được gì em không? Em thấy được khuôn mặt. Em thấy dáng rồi. Mặt. Thấy bóng đen đen không? Không cao lắm. Chắc cỡ mấy số mấy á. Bóng màu không có đen đen đâu. Chứ sao, bóng trắng hả? Bóng trắng là mệt à. Dạ, xin chào chị ạ. Ờ, em không ngờ ban ngày anh không xuất hiện, anh chỉ xuất hiện ban đêm thôi anh. Ta ngủ mà anh làm gì anh xuất hiện trong đó làm chi vậy? Thì em đâu có biết được. Thì tự nhiên em cũng khoái bộ đội quá ta. Ngon lắm à nha, nhìn ngầu lắm nha. Xuất hiện trong đêm bữa nay thấy mặt. Đi về quê luôn nha. Đồng ý không? Dạ. Được ha. Dạ. Rồi ý kiến người thân hôm nay em đi với ai? Dạ, em đi với em với bạn ạ. Trời ơi em dễ thương quá vậy. Chú Quyền Linh. Chào con. Chào cô Cát Tường và quý vị khán giả đang trong trường quay ngày hôm nay. Chào anh, em tên là Thương, là em gái của chị Thúy. Chị Thúy ở nhà là một người rất là hiền lành, ít nói nhưng mà chị rất là hoạt động và thân thiện. Thấy anh để tương lai thấy được không? Em khóc rồi kìa. Rồi sao vậy cưng? Bình tĩnh, bình tĩnh. Mong chị gái đi lấy chồng không? Yeah. Anh trai, anh rể tương lai hỏi vài câu chào em gái đi. Chào em. Em thấy anh sao và em xúc động. Thấy anh em sợ quá em khóc. Tức là do chị gái không có bạn trai, hôm nay chị gái lên đi tìm bạn trai em xúc động đúng không? Dạ. Chứ không phải nhìn anh này sợ quá khóc phải không? Anh này khô à? Hay là nhìn đen quá sợ? Tao bộ đội công binh là tao đi mở đường. Dạ. Mạnh mẽ lắm á. À, thấy anh rể thấy sao? Dạ, anh này là một người rất là hiền, chững chạc. Có muốn anh làm anh rể cho mình không? Dạ muốn. Rồi vậy được rồi, khỏe. Cảm ơn em. Đại quý đi với ai vậy? Dạ đi với em là có con bà. À chào chú. Dạ chào chú ạ. À, xin chào Quyền Linh, xin chào Cát Tường. Dạ. Chào tất cả khán giả trong trường quay, chào cháu Thúy và em của cháu Thúy. Thì gia đình là có 4 anh em, giờ còn có 1 là trực là chưa có gia đình. Thì hôm nay đến cái trường quay thì nhìn thấy cháu Thúy thì rất là hiền, dễ thương. Bản thân á, gia đình á, thì cũng mong muốn là cho hai con có một cơ hội tìm hiểu và gặp gỡ nhau để đi tiến xa hơn. Xin chân thành cảm ơn. Xin hết. Dạ. Rồi, bây giờ để hai bạn có thời gian tâm sự với nhau nha, chia sẻ với nhau nha. Mở rào. Có bó hoa tặng em. Dạ. Cảm ơn. Lần đầu tiên thấy anh em thấy thế nào? Dạ thấy anh hiền à. Thấy lùng lùng giống trong mơ gì. Vậy những thời gian mình bên nhau thì thời gian nào đi đâu được? Đi những đâu? Đi đâu được là sao? Ý hỏi bạn gái muốn đi đâu đó em. Em thích đi ăn á. Đen. Còn em thích đi đâu nữa không? Em thích đi chơi. Trời ơi, mới quen nhau thích đi ăn chơi. Vậy trong quá trình quen nhau mà có những ý kiến anh và em nó mâu thuẫn với nhau thì em xử lý như thế nào? Em muốn là mỗi người bỏ một cái tôi của mình xuống một ít. Mời hai anh chị ngồi xuống đi. Ngồi xuống rồi nói tiếp. Vậy em có gì đỡ hỏi anh không? Rồi anh chủ động anh hỏi đi, anh thổ lộ đi. Cô gái vậy chết rồi. Ở ngoài em có nơi cảnh đẹp nào giới thiệu cổ đi, mốt rủ cổ đi. Nói đi, kể cho hấp dẫn cái cổ đi ra Cam Lâm coi. Ngoài đó có xoài gì đó ngon lắm đó. Ở ngoài đó có biển. Có biển Nha Trang đẹp. Đúng rồi. Có dịp mà em ghé thăm chơi. Dạ. Yeah. Chơi gì biển? Này. Hát bài tặng cô ấy đi. Nằm nghe sóng vô từng lớp xa,
bỏ trang theo từng làn gió đưa, một vầng trăng sáng như tình anh với em, hơn cả những vì sao đêm. Tranh nhô lên cao, trăng gác trên đầu núi, mây xanh xanh lơ vì đắm say tình mới. Đến đây với em mà ngỡ trong giấc mơ, mắt em âu sầu là cả một trời thơ. Không gian im nghe nhịp đói tim hẹn ước, mong sao tương lai đường trắng ta cũng vững. Siết tay dắt nhau mình lẫn xa thế nhân, lẫn sao phiền đắng cay trần gian. Đời anh sẽ đẹp vì có em, ngày dài sẽ làm mình nhớ thêm. Biển xanh cát trắng sông hòa nhịp ái ân, không có những chiều bâng khuâng. Này, anh nói nó kêu rồi nghe nè. Cái bài nó rất là lãng mạn, bài này lãng mạn tình cảm lắm. Hát cho nó ướt át chút xíu, hát như là chào cờ quân đội vậy đó. Yeah. Em có cách nào đọc thơ không, thơ tình không? Thơ tình thì em cũng có. Anh bước tới anh nắm tay cổ, anh đọc thơ. Nó ướt át chút xíu. Cho nó lãng mạn xíu đi. Thì đến đây anh cũng chuẩn bị bài thơ để tặng em. Dạ. Bài thơ có tên là Ngày em đến bên anh. Nhìn thẳng vô mắt cô gái. Ngày em đến bên anh, cho bầu trời xanh bao mơ ước, cho nắng vàng hồ viện làn gió mát, cho chim vui tung tăng đàn cá lượn, cho hàng cây xanh xôn xao rì rào, cho nỗi buồn tan biến, cho niềm vui luôn vĩnh hằng, cho con tim kết nối con tim, cho tình yêu nở hoa kết trái trên đường tình rực rỡ muôn sắc hoa. Có cố gắng. Thôi được rồi. Em cảm nhận về ảnh như thế nào? Em thấy ảnh cũng giống em, hơi bị thụ động. Ừ, đúng rồi. Ảnh hơi thụ động chút xíu và nhát. Thật sự rất nhát. Dạ, anh cố gắng nhưng lắm rồi đó em. Đây là con người rất chân tình nè. Em ơi, nhưng mà thế em điều động lính của em sao? Có nhẹ nhàng vậy không? Dạ, điều động thì em dùng điều lệnh, chứ nói tình cảm quá thì lính không nghe được. Ví dụ giờ tập hợp quân em đứng lên thử em nói cho nó, thử cái coi nó không khí coi, làm cho mạnh mẽ cái coi, cho nó có tinh thần thần thái lên chút xíu coi. Bắt đầu. Nghiêm. Nhìn phải. Thân. Thôi. Chiến đấu chấp phục. Cái gì tiếp tục anh? Chiến đấu chấp phục xong. Gì? Cái gì? Chỉnh gì? Chỉnh đốn trang phục à? Chỉnh đốn trang phục à? Chỉnh đốn trang phục, chỉnh đốn trang phục xong. Làm lại cho nói rõ, đại đội trưởng công binh đúng không? Mình phải mạnh lên, chỉnh đốn quân phục. Nào làm lại nào. Đồng chí đại quý, chuẩn bị, bắt đầu. Nghiêm. Nhìn bên phải. Thân. Tiếp tiếp. Thôi. Ủa? Chỉnh đốn. Chỉnh đốn quân phục đâu? Dạ chưa ta. À rồi chưa gì. À gì hả? Chưa tới. Chưa gì thôi rồi, rồi làm lại. Làm nguyên một tràng luôn nha. 2, 3. Nghiêm. Nhìn bên phải. Thân. Thôi. Chỉnh đốn quân phục. Chỉnh đốn quân phục xong. Nghiêm. Thôi. Nhìn thơ này. Thôi. Không, có khác. Em công nhận không? Cái giọng đọc thơ là khác, mà cái giọng mà nghiêm một cái là rất là có uy lực, đúng không em? Đó, mai mốt ảnh về anh kêu dở nghiêm là em phải nghiêm đàng hoàng thôi, là tiêu đó nha. Được thôi, bây giờ mỗi người là hai người nhìn nhau, mỗi người nói một câu thôi, thật là tình cảm. Anh thấy em là dễ thương hiền, vì đến đây là có cái duyên, mong em tạo cho anh cơ hội để anh được quan tâm chăm sóc em nhiều hơn. Cảm ơn. Rồi, giờ anh hỏi thật đồng chí đại quý nè. Nhìn thẳng vào mắt cô gái đi. Em thấy tim mình có rung động không? Dạ có. Em có thích cô gái ngồi đối diện không? Có. Thích nhiều không? Nhìn cổ kia. Em thấy thích à. Hả? Em thấy thích cô đối diện. Thấy thích rồi đúng không? Có mong muốn đi xa hơn nữa với cô ấy không? Có. Có hả? Dạ. Nhìn thẳng vào mắt ấy kìa. Mạnh mẽ lên. Hơi nhút nhát chút xíu ha. Anh chân tình lắm đó. Đây mới là gọi là người chồng của gia đình nè. Không phải lo gì chứ. Rồi. Thôi hết thời gian rồi. Đây. Ba ngồi dưới đang lo kìa. Chúng ta hãy suy nghĩ thật kỹ nha.
1 2 3 Hết thời gian. Hết thời gian. Chúc mừng. Rồi, nhẹ nha. Rồi, nắm tay. Đó. Này giống phân trắng mảng đen quá. Người đang tươi, người đen thì lùi à. Nhưng sao, đen là chắc em. Anh dạ. Là còn hôm trước cũng đen hơn em. Cái mặt anh đen như đít nồi luôn đó. Giờ em đi nắng nhiều. Đúng rồi, đi nắng là đen thôi chứ buông đem trắng hơn cổ luôn á. Có không? Thì chưa biết. Anh nói chơi thôi chứ không có đâu nha. Hứa hẹn gì với em gái một câu là xin rồi hôn bạn gái mình à. Anh mạnh mẽ lên nói cho em gái yên tâm đi. Xin phép em là anh sẽ luôn quan tâm chăm sóc chị của em, cùng nhau chia sẻ. Dạ, xin phép ba đi. Nói ba ơi, cho phép tụi con bắt đầu ngày hôm nay tụi con hẹn hò với nhau. Có gì ba chỉ bảo hỗ trợ con, đặc biệt lo tiền cưới hỏi sớm càng sớm càng tốt. Nói với ba đi. Dạ, xin phép ba tạo điều kiện để con và em quen nhau. Thì ba cũng thấy là cháu Thúy cũng hiền dễ thương, thì ba cũng mong muốn để hai con có một cơ hội tiến xa hơn nữa. Thì xin hết. Dạ, cảm ơn ba. Rồi. Thôi, hôn nhau gái là bằng chứng của tình yêu đi. Xin bạn gái nè. Em chưa cho. Thì bây giờ xin đi, người xin. Ta cho. Không lẽ anh xin giùm. Cho anh hôn em. Trời, cho anh hôn đi. Nói lại rồi nào. Nói đi. Em cho anh hôn một cái. Trời, tội nghiệp quá. Thôi cho anh hôn đi kìa. Ừ, có gì đâu. Hôn đi. Né hoài anh. Chưa có hôn mà. Mình hôn mạnh mẽ lên. Bắt đầu từ bây giờ là hai đứa hẹn hò với nhau rồi nắm nha. Nắm tay, không có buông ra. Đại quý Nguyễn Trung Trật. Có. Hôn cái nữa. Đó. Cố lên nha. Mạnh mẽ lên nha. Bảo vệ tình yêu của mình, chinh phục cho tới cùng luôn. Dạ. Nỗ lực. Phải kiếm đi tìm quấy cho bằng được. Bằng mọi giá.